Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì họp báo chính phủ chuyên đề về việc dừng hai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định là chính phủ dừng dự án sau khi đã xem xét kỹ lưỡng tình hình kinh tế hiện nay và đang cần vốn để phát triển các dự án lớn. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chính phủ đã chuẩn bị dự án cẩn thận, kỹ lưỡng và quyết định dừng dự án sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình kinh tế đất nước hiện nay. Ông Mai Tiến Dũng cho biết, dư địa điện hiện nay là tương đối tốt, thời gian tới sẽ tăng cường phát triển điện với các nước láng giềng, trong đó có Lào, tăng cường phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Mặt khác, chính phủ cần tập trung vốn đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia như sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao và một số dự án rất quan trọng như xử lý kịp thời cấp bách biến đổi khí hậu như hạn hán, ngập mặn. Chính phủ khẳng định, việc dừng hai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận không phải do công nghệ, do lo ngại an toàn, mà do tình hình kinh tế đất nước hiện nay. Công nghệ hạt nhân của Nga, Nhật dự kiến dùng là tiên tiến nhất hiện nay, có độ an toàn rất cao. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Việt Nam đã trao đổi với đối tác Nga, Nhật. Mặc dù các nước bạn tỏ ra đáng tiếc, song về cơ bản các nước đều thể hiện chia sẻ với Việt Nam về quyết định này do điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay. Chính phủ Nga, Nhật luôn sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam về cơ sở hạ tầng thay cho hai nhà máy nhiệt điện Ninh Thuận. Việc dừng dự án không làm ảnh hưởng mối quan hệ đối tác của Việt Nam với Nga và Nhật. Ông Mai Tiến Dũng cũng cho biết, Nga và Nhật hứa sẽ ưu tiên Việt Nam nếu...